bây giờ đi ăn sáng nhá. Không đói á? Thế thì con nhịn bố mẹ ăn. Ủa sao lúc nãy con bảo con không ăn? Sao lúc nãy con bảo con không ăn? Ngày tiếp theo bọn mình ở Singapore là một ngày có thời tiết tuyệt đẹp. Và hôm nay thì bọn mình sẽ đi Universal Studio. Chắc hẳn thì đây sẽ là một cái công viên rất là nổi tiếng ở Singapore mà ai cũng biết rồi. Universal thì nằm ở bên đảo Sentosa. Nếu mà các bạn đi bằng xe tới thì các bạn sẽ đỗ ở hầm B1 nhé. Và chỉ cần lên một tầng thang máy thôi là các bạn đã tới Universal Studio rồi. Mặc dù thời gian ở trên Google ghi là 10 giờ sáng đã mở, nhưng mà riêng với khoảng thời gian này thì 12 giờ công viên mới mở mọi người nhé. Nếu mọi người đến sớm quá và không biết đi đâu thì hãy ghé những cái cửa hàng tiện ích xung quanh. Ở đây thì bọn mình vào một cửa hàng kẹo. Trong này đúng là một cái thiên đường dành cho những bé mà mê kẹo bánh và sô-cô-la luôn. Bạn Cam thì khỏi phải nói rồi, bạn ấy khoái chí như thế nào. Và ở đây thì Cam cũng mua được rất là nhiều những cái đồ lưu niệm sinh nữa. Các bạn thấy không, dù là ngày thường thôi nhưng mà Universal Studio là một địa điểm rất là thu hút. Bọn mình đã đặt mua vé online tại nhà và khi đến thì bọn mình chỉ cần đưa ra cái mã code này là xong. Khi mà các bạn qua cửa soát vé thì ở bên phía tay phải sẽ là nơi để các bạn có thể gửi đồ và thuê xe đẩy cho trẻ em. Đây là Express Pass, một cái thẻ ưu tiên để các bạn có thể chơi các trò chơi nó nhanh hơn. Và cái quầy đổi vé này sẽ ở bên phía tay trái nhé mọi người nhé. Mình vừa mới lấy xong cái thẻ Express Pass này rồi. Thẻ này ấy, thứ nhất nó sử dụng để khi mà các bạn chơi trò chơi, các bạn sẽ không phải xếp hàng, sẽ có hai làn. Một làn thì họ nếu không có vé Express này thì họ sẽ phải xếp hàng, còn một làn có thì sẽ có thể đi thẳng vào chơi ngay. Nhưng mà trong cái việc chơi ngay này thì nó sẽ chia làm hai loại, một loại là không giới hạn và một loại là có giới hạn. Có giới hạn là sao? Có giới hạn là sau khi mà bạn chơi được một lần thì bạn muốn chơi lại trò đó thì bạn sẽ phải quay lại và bạn xếp ở cái bên xếp hàng. Có nghĩa thẻ đó một trò chỉ sử dụng được một lần thôi. Thẻ này của bọn mình thì khi mà muốn chơi xong một trò rồi mà muốn chơi lại trò đó thì có thể tiếp tục đi vào cái làn ưu tiên luôn mà không cần phải xếp hàng giống như cái thẻ kia. Đó cho nên là mình nghĩ nếu mà muốn chơi nhiều thì mọi người mua cái thẻ này nó sẽ tiện hơn nhiều này. Wow. Thế nào? Gặp lại các bạn này sau mấy năm con còn nhớ hồi bé không? Hồi bé con còn nhớ con gặp bạn này không? Đi khám phá đi chơi. Wow. Ôi trời ơi. Trò đầu tiên bọn mình chơi đó chính là Madagascar. Bật mí với mọi người một chút thì đây chính là thần tượng của bạn Cam đấy. Bọn mình vì có vé ưu tiên cho nên không cần phải xếp hàng luôn, cứ thế vào là chơi thôi. Cam ơi, quá cao không này. Ui ui ui. Bố cao không? Mình vẫn còn nhớ hồi trước khi mà Cam chơi ấy, thì khi mà thấy vào khu Jurassic Park, khu nguyên khủng long ấy, nhìn thấy con T-Rex thế là Cam kiểu sợ quá, thế là không vào luôn, thế là nằm ngoài mèo mào. Hôm nay trời rất dễ chịu luôn, râm mát không bị nắng mà vắng nữa. Sợ không? Sợ không? Hồi bé Cam có cái ảnh ở đây rồi mà, hồi bé tí còn chụp nữa là bây giờ. Nè. Bọn mình vừa phải mua áo mưa tại vì là chơi cái trò khủng long này này thì một chút nữa nó sẽ lao được cái thác nước xuống ấy và sẽ ướt hết. Không biết đây có phải là một cái lồng sấy không, kiểu như là mọi người chơi cái trò này nếu mà ai không có áo mưa ấy mà ướt quá thì có thể sấy ở trong này đấy. Anh chị này ướt hết này và bây giờ phải sấy. Dường như công viên khủng long là một địa điểm rất là hot tại Universal và mình khuyên thật mọi người là khi đến đây thì mọi người nên chơi trò này nhá. Đây là một trò rất là đáng thử đấy. Sao lại có khói này hả Cam ơi? Hả? À.
chóng mặt à? Buồn nôn á. Nói chung là trò này cũng vui đúng không? Trò này cũng vui và cũng đáng thử. Ướt hết, kéo mưa này phí nhở. Có được cho được ai thì họ chơi tiếp thì cho. Về cụ thể Universal như thế nào thì bọn mình sẽ không nói quá nhiều đâu, để các bạn có thể tự trải nghiệm và cảm nhận cho chính bản thân mình. Nhưng mà mọi người nhớ nhá, là khi mà đi cùng trẻ em ý, thì chúng ta sẽ có một cái lưu ý. Đó là thứ nhất, mang xe đẩy đi cho nó đỡ mệt. Cái thứ hai, một cái thẻ ưu tiên. Mặc dù ở đây thì có rất là nhiều trò chơi nhưng mà không có quá là nhiều trò cho các bé bằng tuổi cam chơi được đâu. Wow, mát quá, cảm ơn con. Mình vừa mới gọi hai miếng pizza ở đây. Vậy đang chờ thêm mì ý. Sẽ ngồi đây xem cái mini pool. À đấy, người ta chuẩn bị đấy, set up rồi này. Ban đầu bọn mình cứ nghĩ là sẽ có một cái show gì hoành tráng lắm, tại vì 3 năm trước khi bọn mình đi thì ở đây họ sẽ nhảy flat mode, nhưng mà thực chất là chỉ là đứng xếp hàng để chụp ảnh với Minion như thế này thôi. Ở trong Universal thì có rất là nhiều những cái quán ăn, từ mì ý, pizza cho đến đồ Ấn, để các bạn có thể lựa chọn nhé. Mình không biết rằng là có phải do ảnh hưởng của dịch không mà rất là nhiều dịch vụ ở đây đã đóng cửa và chủ yếu thay bằng những hình nộm để chúng ta có thể chụp hình như thế này thôi. Sau hơn 3 tiếng chơi đã đời ở Universal và khá là mệt rồi thì bọn mình sẽ quyết định đến một địa điểm thật chill cũng ở trên đảo Sentosa này, đó chính là bãi biển Palawan. Phương tiện để đi tới bãi biển này thì cũng rất là đơn giản. Chúng ta sẽ đi tàu này, sau đó thì sẽ đi xe bus, và lịch trình cụ thể thì mọi người có thể search ở trên Google nhé. Và có một điều muốn chia sẻ với mọi người là chi phí đến đây thì sẽ hoàn toàn miễn phí, các bạn sẽ không cần phải mua vé gì đâu. Đây, cái xe này thì nó không có điều hòa, không có cửa sổ. Bác ngồi cẩn thận bác nhá, không bác rơi ra ngoài đấy nhá. Là bác ở Singapore luôn nhá. Đó, đến xe buýt nó còn không có cửa như thế này. Và đi với tốc độ rất là chậm thì các bạn cũng biết là nó đi trong cái khuôn viên này như thế nào rồi. Mục đích bọn mình tới đây là để có thể cho con chơi với biển này, và bố mẹ sẽ được thư giãn, nghỉ ngơi và thật là chill luôn. Bãi biển Palawan đây. Bãi biển sóng rì rào, sóng như sóng Hồ Gươm. Nhỏ nhỏ thôi, tại vì trong này kiểu như nó là một cái vịnh nhỏ ấy mọi người. Đó, cam chơi đi. Nhưng mà công nhận là ở đây nhiều cây xanh mát rồi đó. Yên tĩnh mà nhiều cây xanh. Đây, bây giờ bọn mình kiểu cứ đi bộ dọc đường bờ biển này. Xong rồi ai thích tắm biển thì cứ xuống tắm. Ở đằng kia thì có rất là nhiều người họ trải thì khăn niếc các thứ ra để mà nằm ấy, để tắm nắng các thứ. Mình nghĩ rằng việc đáng quý nhất với trẻ em đó là khi mà trẻ được tự tìm tòi và khám phá. Ở đây thì bạn Cam, bạn ấy rất là thoải mái luôn. Bạn ấy có thể đi chân đất này, tung tăng chạy nhảy ở trên bãi cát, nhúng chân xuống biển này, xong rồi vẽ ở trên cát. Nói chung với các bạn nhỏ ấy, thì cái việc các bạn ấy tự khám phá ở thiên nhiên như thế này nó là một việc rất là tuyệt vời. Nước biển ở đây thì cũng rất là trong và biển thì cũng nông nông thôi, cho nên là mọi người có thể yên tâm nhé. Vợ chồng mình thì luôn muốn con phát triển tự nhiên, chính vì vậy mà bọn mình không ngại cho con thử những cái mới. Bạn ấy được đi chân đất khắp nơi này, vào trong siêu thị tiện lợi nhặt này nhặt kia này, giống như là đi chill với bố mẹ vậy. Với những trải nghiệm như thế này ý, thì tự con sẽ cảm thấy mình người lớn hơn này, có trách nhiệm hơn và biết suy nghĩ hơn. Bọn mình đã có một buổi chiều thật là tuyệt vời ở bên bãi biển Palawan. Bọn mình mua đồ này, trải ra và ngồi ngắm biển, chơi với con này, ăn kem này, uống nước này. Mình thì nghĩ rằng là tại vì là chúng ta đang đi du lịch mà, cho nên là luôn luôn ưu tiên cái cảm xúc của bản thân, sự thoải mái của bản thân thì đó chính là điều quan trọng nhất. Bình thường khi mà mọi người đi Singapore ấy, thì mình thấy rằng là mọi người hay kiểu bị tất bật lắm. Có nghĩa là mọi người chơi ở trong thành phố, xong rồi đi Orchard, đi các trung tâm thương mại, xong rồi kiểu cũng đi ăn đi uống. Đó. Ơi, chờ bố xíu. Đó thì nhưng mà mình thấy ít có vẻ là như là ít bạn nào quay lại là kiểu như là đi ra biển ở Palawan như thế này. Hoặc là nếu không thì mọi người sẽ ở bên khu Sentosa này, thì là chơi riêng ở bên này là chính. Thì cũng chỉ kiểu chơi như là Sea Aquarium hoặc là đi Universal Studio ấy. Thì khi mà mọi người đã mất công sang đến bên đảo Sentosa này rồi thì chỉ một ít những cái tàu đấy thôi là mọi người có thể di chuyển ra cái bãi biển Palawan này rồi. Rất yên tĩnh, rất chill, mát mẻ, sóng nhẹ nhàng. Thì kiểu nhà nào mà có trẻ con ấy cho chúng nó chơi cát đi các thứ như thế này. Xong rồi mình có thể qua 7-Eleven mua một ít đồ ăn.
Lúc là trước khi đến đây bọn mình cũng xem các cái ảnh mà người ta up lên mạng ấy, thì thấy là bãi biển này về chiều ngắm hôn hôm nào mà nắng đẹp ấy cũng sẽ rất là chill. Không biết là hôm nay thì có không. Nhưng thực ra là mọi người chịu khó khám phá những cái chỗ mới ấy. Mình thấy sẽ có rất là nhiều những cái nét riêng mà cảm giác ở cái chỗ quanh quanh bãi biển này toàn của người bản địa ở đây. Toàn khoảng cách du lịch nhưng mà kiểu nó rất là yên tĩnh, mọi người vắng vẻ và yên tĩnh. Giống như đa số mọi người thì bọn mình sẽ để xe đẩy ở đây thôi, ba lô các thứ thì bọn mình cấm cái giá trị, ví dụ như là ví tiền hoặc là điện thoại vậy thôi. Còn lại thì tất cả mọi người cũng vẫn để hết xe đẩy ở đây để đi sang bên kia cầu, đó là một khu khác bên cái biển Palawan này. Mình sẽ đi với cầu treo như thế này. Kia ngên ngó đi chill à hả? Em bé đi chill à? Đây, đây biển thôi. Mục đích bọn mình đến Singapore cũng là vì những cái điều này đây. Đây là một đất nước rất là thân thiện với môi trường. Các bạn có thể thấy là trẻ có thể tiếp xúc rất là gần với các loài động vật như là sóc, chim chóc, cây cối, thiên nhiên. Và đây chính là điều mà bọn mình muốn hướng tới cũng như là dạy Cam. Và đó chính là những điều mà bọn mình luôn dạy Cam. Đấy là luôn luôn phải tử tế với thiên nhiên. Và thật sự thì khỏi phải nói là bạn Cam bạn ấy thích như thế nào. Đây là những trải nghiệm hoàn toàn miễn phí luôn nhưng lại đem lại những bài học vô cùng là quý giá. Từ đảo Sentosa về khách sạn thì bọn mình gặp được một anh taxi siêu là dễ thương. Anh ấy gợi ý cho bọn mình rất là nhiều những cái quán ăn mà người dân bản địa Singapore họ lựa chọn. Và mọi người nhớ là lưu lại những quán ăn này nhé. Cuối cùng hôm nay đi mua được những gì nhỉ? Hả? Wow, mua được một cái bơm Kitty nè. Một cái này, bố con đang chưa hiểu cái này nó là cái gì luôn ấy. Một cái khăn tắm, cái này thiết thực nhất. Cái này dùng được hàng ngày. Cam cho vào tủ lạnh cơ. Mở cho tủ lạnh cho vào. Dạ, cho vào. Đúng rồi. Một cái túi cấu trúc Cam mua ở chỗ bán kẹo. Đây bạn chó, mời bạn chó ông anh nữa. Cam đang bày trò với những cái đồ mà hôm nay mua được này. Chó ơi, bố thấy con màu hồng à. Mình đang xuống dưới nhà để lấy cơm từ Grab xong tới. Mình nghĩ đây sẽ là một cái cách nó khá là tiện với cái hợp lý. Nếu mà cả một ngày trời bạn đi chơi rất là mệt rồi mà có con nhỏ rất là mệt. Bây giờ cũng đã 8 giờ kém rồi mà bạn vẫn muốn ăn những cái món ăn nổi tiếng ở cái đất nước đó thì ship đồ ăn ra Grab nó vẫn là một cái rất là tiện. Đây là đồ ăn cơm gà Hải Nam của mình vẫn còn nóng luôn mọi người. Cái phần ăn mà mình đặt tối nay, cái song mọi người nấu với cả sườn. Nấu cả sườn mà sườn đâu? Ta không thấy lắm. Đây có một cục sẽ bao gồm là một phần cơm, gà quay, thịt xà xíu, thịt quay và giá xào. Và bên này thì mình gọi thêm một nửa con gà hấp, cơm gà Hải Nam. Một trong những cái mà khi mà đi thuê khách sạn ấy, có trẻ nhỏ tiện nhất là có lò vi sóng này. Đĩa muỗng thì bây giờ ngồi ăn cơm này thôi. Tiên trong đời mọi người ạ, mình được ship đồ ăn Grab hoặc ô tô luôn ấy. Thật ra thì chờ rất là lâu, chờ từ mình đặt từ 8 giờ kém 5 mà bây giờ là 10 giờ 10. Có nghĩa là phải chờ đến 2 tiếng 15 phút mới có đồ ăn. Nhưng mà thôi, tại vì là cái anh ấy cũng rất là nhiệt tình. Anh ấy cũng sorry các thứ. Lên ăn dessert nha. Ba phần, phần này là chè xoài sago. Chè xoài sago này, Trân Châu. Phần này thì là phần chè sầu riêng sago. Chè này là sầu riêng này. Và phần thạch đen long nhãn và kem dừa. Cái sago sầu riêng ngon. Còn sago xoài thì không thích lắm. Cái thạch đen long nhãn này ngon này. Mọi người ăn thử cái thạch đen long nhãn kem dừa này. Còn cái sago sầu riêng này cũng ngon. Ngon bộ đấy không? Ngoan thế. Ui, thằng này đến nơi ăn sẽ ngon hơn.
Hôm nay là ngày thứ tư bọn mình ở Singapore rồi, và ngày hôm nay thì bọn mình sẽ có một trải nghiệm, đó là tới một khu vui chơi có tên là Snow City. Tại vì sao? Tại vì là bạn Cam, bạn ấy luôn có một mong ước là được chạm vào tuyết, và bọn mình nghĩ đây sẽ là một cái cơ hội không thể phù hợp hơn để bạn ấy có thể chạm vào tuyết, mặc dù là tuyết nhân tạo thôi. Bọn mình cũng khá là tò mò và không biết là địa điểm sắp tới đến sẽ trông như thế nào. Snow City này thì khá là xa khách sạn của bọn mình, và bọn mình đi taxi mất tới gần 20 đô sing cơ. Mọi người nhá, đây là bên trong của cái Snow City. Thì ban nãy Cam đi tất của Cam hơi cộc này, cho nên là mình đã phải mua một đôi tất cao cổ cho Cam ở đây. Sau khi mà các bạn mua vé ở quầy vé xong, hoặc là như mình hôm qua là mình đã mua vé online, đây là quầy vé. Thank you. Thì các bạn sẽ đi vào trong. Mọi người sẽ có một cái quầy để mọi người có thể lấy được găng tay này, bốt với cả áo khoác. Áo khoác thì mọi người sẽ lấy ở bên kia nha. Đeo găng tay vào và chúng ta sẽ đi vào trong này. Các bạn nhớ là ngoài những đồ mà họ phát tận nơi ra thì chúng ta hãy chuẩn bị mũ len này và thêm áo ấm cho trẻ từ ở nhà nhá. Tại vì là nếu mà chỉ dựa vào cái áo khoác ở đây thôi thì chắc chắn là sẽ không đủ ấm đâu. Đây là ở bên trong khu Snow City này. Nói thế nào nhở, đây có lẽ là một địa điểm vui chơi mà trong suốt 5 ngày thì đây là địa điểm mà bọn chồng mình cảm thấy không ổn nhất. Tại vì là cái khuôn viên ở trong này nó cũng không quá là rộng, không quá là hoành tráng, nó cũng tương đối là cũ nữa, tại vì là nó được xây khá là lâu rồi. Có một cái cầu trượt rất là cao như thế này nhưng mà Cam lại chưa đủ tuổi để mà chơi, cho nên là khi mà vào đây bọn mình chỉ vào khoảng tầm 5-10 phút thôi. Thứ nhất là tại vì nó rất là lạnh, cái thứ hai là cũng không có quá là nhiều trò chơi đâu, cho nên là các bạn hãy cân nhắc thật là kỹ trước khi tới địa điểm này nhá. Sau khi mà chơi xong thì bạn Cam bạn ấy đang ở khu lưu niệm này, mọi người sẽ bán rất là nhiều đồ. Với cả ở đây thì họ sẽ có in ảnh, bọn mình chụp hai cái ảnh thì bọn mình sẽ lấy luôn. Các bạn chú ý nhé, là khi mà ở trong cái khu bên trong nó rất là lạnh luôn, cho nên là sau khi mà ra ngoài thì cho bọn trẻ con nó lang thang ở cái khu đồ lưu niệm này một tí để cho nó quen dần nhiệt độ ấy. Chứ bây giờ mà đi ra ngoài ngoài kia luôn á là cảm giác sốc nhiệt là sẽ ốm luôn đấy. Mẹ Loan sụt xịt luôn rồi này. Lạnh lắm, vì âm độ mà thì nó mới đóng băng tuyết được chứ. Buổi trưa ngày hôm đó thì bọn mình có qua một địa điểm ăn trông xinh xắn như thế này đây. Ở đây thì họ làm tất cả những cái món chế biến từ trứng và bọn mình cũng khá là háo hức. Nhưng mà thực tế hầu như là chỉ là những món fast food, ví dụ như là sandwich hay là hamburger. Bọn mình gọi ra hai chiếc bánh hamburger, và ở đây thì theo cá nhân của mình đánh giá thì mình chỉ cho hamburger ở đây 8 điểm thôi. Chứ mà tại vì quán rất là xinh, cũng như là có một cái địa điểm check-in ở bên ngoài xinh xinh ý, cho nên là thôi các bạn cũng có thể qua trải nghiệm. Cửa hàng này thì nằm ngay gần mấy trung tâm thương mại lớn tại phố Orchard thôi, cho nên là các bạn có thể đi lại nó khá là thuận tiện. Các bạn chú ý nhé, là sau khi ăn xong chúng ta sẽ tự dọn phần ăn của mình nha. Buổi chiều ngày thứ tư ở Singapore thì bọn mình quyết định là dành ra để khám phá những trung tâm thương mại tại phố Orchard. Nhưng thú thực với mọi người rằng là nó thế nào nhỉ, những trung tâm thương mại tại Việt Nam ấy cũng không thiếu bất kỳ một cái gì đâu. Nhưng nếu bạn là những người mê mua sắm này, mua đồ hiệu hay mua quần áo hay là mua những gì mà bạn cần, thì mình nghĩ rằng là Singapore thì cái gì cũng có. Chúng mình ghé lại qua nhà sách Kinokuniya mà cách đây 3 năm bọn mình đã tới, nằm ở trên tầng 4 của Takashimaya mọi người nhé. Ở đây thì là một hiệu sách của Nhật và rất là rộng. Thì như ở clip trước cách đây 3 năm ấy thì bọn mình cũng đã khám phá rồi, nhưng mà bọn mình lên đây thì để mua cho bạn Cam một vài những cái quyển truyện này, những cái quyển sticker xinh xinh này, coi như là cũng có cái để bạn ấy chơi trên máy bay, và mua một ít quà, mấy thứ linh tinh dành cho các bạn ở lớp học mẫu giáo của Cam nữa. Cho vào đĩa của con ấy. Được không? Mình để ý rằng là ở bên Singapore họ đi Porsche rất là nhiều, thậm chí là có những cái dòng 911 cổ nó rất là đẹp nữa. Và khỏi phải nói, với một người mê Porsche như mình thì đây là một điều mà mình rất là thích rồi. Chiều tối ngày hôm nay thì bọn mình sẽ qua một địa điểm nữa có tên là Singapore Flyer. Đây sẽ là một cái vòng quay khổng lồ mà từ đây các bạn có thể nhìn thấy bao quát toàn cảnh Singapore. Bọn mình mua vé hết 87 đô sing.
Có một điều đặc biệt ở đây là với những cặp đôi nào thích hẹn hò ấy, thì các bạn có thể book bàn ở đây và chúng ta ăn tối nhé. Đã vào trong khoang rồi, bình thường ấy thì khoang này nó sẽ phải đi đông hơn, nhưng mà hôm nay cũng khá là vắng cho nên là mình chỉ đi cùng với cả 3-4 người nữa thôi. Đó, cái khoang này thì rất là rộng, thoải mái lắm mọi người. Nếu mà đi vào cái giờ mà sớm hơn thì sẽ có thể là trời sẽ rất là nắng chói, và cái khoang này nó cũng rất là nóng, nhưng mà trong này có điều hòa. Đấy, còn nếu mà đi tối hơn nữa thì sợ là thành phố sẽ hơi đen. Với chúng mình thì bọn mình luôn trân trọng những giây phút cả gia đình đi du lịch với nhau như thế này. Trộm vía chuyến đi này thì bạn Cam bạn rất là hợp tác này, bạn ấy rất là thích, và quan trọng là bạn ấy cũng đã lớn rồi, cho nên là bạn ấy cũng đã rất là hiểu chuyện và có thể tìm tòi mọi thứ. Ở đây thì bọn mình có thể nhìn thấy toàn cảnh khu, ví dụ như là Marina Bay Sands này, Garden by the Bay này, đó, những cái biểu tượng rất là đặc trưng của Singapore. Lúc ở trên vòng quay khổng lồ này, bạn Cam bạn ấy dễ thương lắm, bạn ấy tâm sự với cả bố mẹ rằng là đi du lịch với bố mẹ rất là thích, và bạn ấy hứa là bạn ấy sẽ thật là ngoan để có thể đi cùng bố mẹ thêm nhiều đất nước khác nữa. Và đây cũng chính là những cái điều mà bọn mình muốn dành cho con, là thế giới ở bên ngoài thì rất là rộng lớn, cho nên con cứ từ từ khám phá nhé. Chơi với bố mẹ vui không? Yeah. Wow. Con thích không? Con vui không? Gặp được thần tượng nhỉ? Ủa? Ơi. Mẹ đang chạy ra mẹ đi. Di động phải mua một chiếc không? Cậu xanh là cây Singapore. Cũng được mà. Trên này như ở đây có ghi đâu. Cơ mà học bút. Ừ, nhưng mà mình chỉ được mua một đồ thôi nhá. Căn chụp đảo thôi à. Chỉ được mua một đồ thôi nhá. Ok, bây giờ thì bọn mình có mặt tại một nhà hàng hải sản mà bọn mình được anh taxi gợi ý cho. Anh bảo là ăn chili crab ở đây rất ngon, mà dân địa phương họ hay ăn ở đây. Buổi tối ngày hôm nay thì bọn mình ăn ở quán ăn Keng Iki Seafood. Không biết mình đọc tên quán như vậy có đúng không, nhưng mà phải thú thực là nếu mà không có anh taxi giới thiệu thì bọn mình sẽ không biết quán này luôn. Và có lẽ sau mấy ngày ở Singapore thì đây là quán ăn mà mình thấy phục vụ tận tình nhất. Các bạn có nhìn thấy ông đây không? Ông này thì không biết có phải là quản lý hay là chủ của nhà hàng hay không, nhưng mà rất là tận tình. Ông kê thêm một cái ghế nữa cho Cam ngồi lên để cao hơn, Cam dễ dàng ăn hơn. Mình thấy là cửa hàng này ấy, nằm trong một cái khu kiểu một khu dân cư địa phương, nhưng mà rất là đông. Mọi người đến vào những ngày cuối tuần thì phải đặt bàn trước nhá. Thật ra lúc quay đến đây ấy, thì người ta cũng có hỏi mình là kiểu như là có đặt bàn chưa. Xong rồi mình bảo là chưa, thì người ta xếp cho mình một cái bàn tít ở trong góc mà cạnh với cả cái bếp ấy, rất là nóng. Cuối cùng là may quá là người ta cũng chuyển mình ra bên ngoài rồi. Chứ không ai ngồi trong bếp trong kia nóng lắm mọi người. Đây là lần đầu tiên mình ăn ở đây cho nên mình cũng không biết là có ngon hay không. Với cả hình như là mình cũng chưa thấy có nhiều người quay quán này lên thì phải. Đương nhiên đi chơi cả một ngày dài rồi thì đến tối đói là cái việc đương nhiên. Với bạn Cam ấy thì một đĩa cơm rang hải sản tuyệt vời như thế này thì không còn gì chuẩn hơn nữa. Bạn đi ăn hết một đĩa cơm này, à không, hình như là hai đĩa. Bên cạnh đấy còn uống hết cả một cốc nước cam nữa, bảo đảm vừa no vừa ấm bụng luôn nhá. Có em bé trộm vía ăn uống như thế này thì bọn mình đi chơi cũng cảm thấy nhàn hơn rất là nhiều. Hóa ra cam công này là món rau muống xào mực mọi người ạ. Nhưng mà sẽ có thêm mùi như dạng làm kiểu mùi mắm nêm ấy. Đậm đà. Cái này ăn được cơm da này ngon lắm này. Được. Ngon quá. Tôm sật sật đúng không? Tôm khá to. Tôm to nữa, tươi. Tôm rất là tươi, đã ăn rồi. Tôm này sẽ được bao ở ngoài một lớp bột, sau đó chiên lên. Và họ làm sốt trứng muối này, xong rồi họ sẽ áo đều ngoài con tôm rán. Khi mà cắn đi tôm ở bên trong sật sật, vẫn còn ẩm. Ở ngoài thì có lớp vỏ bột hơi giòn giòn, với cả ngoài là lớp trứng muối, nhưng mà không bị mặn đâu mọi người ạ. Cái món này thì nó sẽ bị cay, cho nên là mọi người nếu mà không ăn cay thì bảo họ bỏ cay lên nhá. Không, chứ họ có bảo là có ăn cay không? Ăn với cả chili crab. Mọi người nhớ nhá, người ta hỏi mình là mình muốn ăn bản thầu không, mọi người nên gọi để ăn với cả những cái món mà có sốt sốt thôi này.
Món kia chưa ra, món này ra thì đã rất là nhiều đấy. Thật là no quá đấy. Wow. Đây cho mọi người xem nha, đây là chili crab. Ơi, bánh bao ở bên này là bánh bao hấp, mình cứ tưởng bánh bao chiên. Nhưng mà bánh bao này là người ta kéo sợi và người ta tôi kiểu nghĩ là bánh bao này bện lại ấy. Tôi nghĩ là bánh bao này sẽ thay thế cho kiểu như là bánh mì ấy. Ờ. Để đó. Mình ăn với cả cái sốt này. Các bạn có thể nhìn thấy là cái sốt của chili crab thì nó sẽ là cua này, trứng này. Thank you. Họ sẽ có tạp dề để cho chúng ta. Họ sẽ có tạp dề để cho chúng ta. Họ sẽ có tạp dề để cho chúng ta có thể sử dụng đây á. KEK là tên của cửa hàng. Để mà chúng ta ăn cua ấy, nó không bị bắn vào trong áo mọi người ạ. Đó, rất cẩn thận luôn. Thử cái sốt này nhá. Ăn nó chua chua nhẹ nhá. Hơi có khá là rõ mùi ketchup. Khá là rõ mùi ketchup, trứng và hơi cay nhẹ mọi người ạ. Nếu như bạn nào mà không giỏi ăn cay như bọn mình thì với món này thì ok. Càng cua. Đây cho mọi người xem một cái càng nó sẽ to bằng gần bằng một bàn tay của mình như thế này. Phần càng này. Cua rất ngọt nhá, ngon mà chắc thịt. Ban đầu khi nếm với sốt này thì mình thấy nó hơi bị nhiều vị tương cà. Nhưng mà khi mà ăn xuống bên dưới với cái ăn vào cua rồi thì sẽ rõ vị cay hơn. Đi mở. Ở sân bay Changi thì Singapore Airlines họ sẽ chia ra làm hai quầy. Hạng phổ thông thì sẽ check in ở quầy số 4 và hạng thương gia thì sẽ check in ở quầy số 6 mọi người nhé. Bọn mình vừa mới check in xong rồi. Bây giờ thì bọn mình sẽ đi bộ từ Terminal 3 sang bên UWorld. UWorld thì lần trước thì bọn mình cũng đã đi rồi ấy. Nhưng mà bọn mình cố tình đặt vé là 5 giờ 15 chiều giờ Singapore bọn mình mới bay. Còn bây giờ chỉ mới là 12 giờ thôi. Như thế là bọn mình sẽ có 5 tiếng ở sân bay. Bây giờ mình sẽ sang chơi đến khoảng tầm 2-3 giờ gì đó. Sau đó thì sẽ vào lounge, nghỉ ngơi và bay thôi. Lên chỗ đường kính thôi à? Đi ra đấy. Dưới tầng B1 của Jewel tập trung rất là nhiều quán ăn. Và hôm nay thì bọn mình ăn quán Songpha Bak Kut Teh. Không biết nói có đúng không, nhưng mà ở đây họ nổi tiếng với một cái món, đó là sườn, canh sườn nấu với cả tỏi và tiêu. Món này thì mình nghĩ rằng là mọi người nên thử. Và cái hệ thống nhà hàng này thì ở trong trung tâm Singapore cũng có rất là nhiều. Một bát cơm thì kho trứng này, cái món lòng này cũng ngon. Ở đây thì có cái nước mãng cầu. Và quan trọng nhất ý là trời ơi, cái món sườn, cái canh sườn nó thơm, nó ngọt. Nó rất là thơm mùi tỏi và cay nồng mùi tiêu. Cái nước dùng nó sẽ thơm mùi cay tiêu. Đấy, rất là ngon. Như sườn nó cũng mềm mà nó không phải kiểu mềm nhũn đâu nhá. Ngon cực mà thơm. Này, mình đang ở, sau khi ăn xong thì bọn mình đang ở thác nước Yuer Sinh Đế. 3 năm trước mình đứng đây là cửa sân bay này đang mở ra khu này. Mới, cây cối nó chưa tùm được như thế này. Còn sau 3 năm thì cây ở lớn nó rất là nhiều rồi. Quả không hổ danh là một trong những sân bay đẹp nhất thế giới. Changi Airport mình nghĩ sẽ là một địa điểm mà tất cả những vị khách du lịch để cảm thấy tuyệt vời. Và nếu mà có dịp thì các bạn hãy thử một lần check-in tại thác nước trong nhà lớn nhất Singapore này nhé.
Để thuận tiện cho việc chơi hơn thì các bạn hãy gửi hành lý của mình tại lầu 1. Ở đây thì họ sẽ có một cái dịch vụ để trông giữ hành lý cho mọi người, thì khi mà đã gửi ở đây rồi thì mọi người có thể thoải mái đi chơi thôi. Mọi chú ý nhá, là sau khi mà chúng ta gửi thì chúng ta sẽ phải cầm theo cái passport với cả cái hóa đơn mà lúc nãy mà chúng ta đã thanh toán và đăng ký ở bên trong cái quầy này. Và để một lúc nữa thì chúng ta sẽ cầm theo cái này để nhận đồ nhá. Còn ví dụ như là hộ chiếu của mẹ heo với cả của Cam ấy, thì mình vẫn để ở trong túi đó. Và mình cứ để đấy thôi, cũng không vấn đề gì đâu. Chỉ cần mang những cái đồ giá trị như là ví hay là điện thoại ấy thôi. Thật ra thì họ khuyến cáo không cần luôn ấy, nhưng mà thôi thì mình cứ mang theo. Ở tầng 5 của Jewel Changi Airport sẽ là một cái khu vui chơi dành cho các bạn nhỏ. Ở đây thì chúng ta phải mua vé thì mới có thể vào được những cái khu vui chơi này nhá. Cách đây 3 năm ấy, khi mà bọn mình tới đây theo lời mời của Tổng cục Du lịch Singapore thì ở tầng này còn chưa mở một cái gì cơ. Nhưng mà đến bây giờ thì đã có rất là nhiều những cái dịch vụ rồi. Có cầu kính này, có nhà gương này, có mê cung này và rất là nhiều những cái trò chơi khác nữa dành cho các bạn nhỏ. Mình nghĩ rằng là trong tương lai nếu mà Việt Nam mà xây được một cái trung tâm thương mại thông với cả những cái nhà ga như thế này thì sẽ hút khách du lịch hơn rất là nhiều. Chúng ta đã bị vào mê cung rồi. Đánh đít nhá, đánh cái đít, đánh cái đít. Cẩn thận đâm đầu vào gương. Đấy, thấy chưa mà bảo rồi. Ở trên này thì tất cả những khu vui chơi này đều là khu vui chơi trong nhà nhá, cho nên là chơi khá là mát mẻ và có điều hòa mọi người ạ. Trốn. Nói chung ý, thì Jewel thì mình nghĩ rằng là cũng là một địa điểm mà không nên bỏ qua đâu. Các bạn nhìn bạn Cam bạn ấy sướng như thế nào này. Đó, sờ này sờ kia, nói chung ý, là nàng ta thích ở đây lắm. Và trò chơi cuối cùng trong cái gói vé của chúng mình ấy, đó chính là cái trò chơi nhảy lưới này. Và từ đây thì một vài những cái bi kịch nhỏ nhỏ từ ngày cuối cùng nó bắt đầu hiện ra. Và mọi người hãy xem tiếp video này nhá. Ôi kìa, ôi đau mẹ ơi. Xước mặt vào lưới rồi. Ô lên. Rất may là sau cú ngã đó thì bạn Cam mặc dù là đau thì nhưng mà bạn ấy đã lấy lại được ngay năng lượng và bạn ấy chơi nốt. Nói thế nào nhỉ, vừa thương con vừa xót con nhưng mà cũng vừa thấy buồn cười nữa. Nhưng mà đây cũng là một cái chú ý nhỏ để cho bố mẹ khi mà đi chơi cùng con thì chúng ta phải lưu ý nha. Trước giờ bay khoảng 2 tiếng thì bọn mình quyết định sẽ quay trở lại phòng chờ để quay review cho mọi người xem là phòng chờ thương gia tại Changi Airport này như thế nào. Thủ tục để mọi người xuất cảnh vào bên trong thì nó cũng rất là tiện lợi và nhanh chóng thôi. Vì đây cũng là một trong những sân bay hiện đại nhất cho nên là hầu như cũng chẳng thiếu một thứ gì cả. Và để mà vào phòng chờ thương gia thì các bạn sẽ đi lên tầng 2 nhá. Đây là cái quang cảnh của trong phòng chờ này. Nói chung thì ở đây có một cái ưu điểm thì mình thấy có rất là nhiều những món ăn nóng, những món ăn ngon luôn. Không gian thì cũng khá là sang trọng và sạch sẽ nữa. Nói chung là sẽ đầy đủ tất cả những gì bạn cần chuẩn bị cho một chuyến bay sắp tới. Đồ ăn ở đây thì mình thấy khá là phong phú và đa dạng. Có rất là nhiều những cái sự lựa chọn cho chúng ta, từ đồ ngọt tới đồ mặn, rồi những món ăn truyền thống, rồi những món ăn mang cả phong cách Âu và Á nữa. Cho nên là các bạn không lo đói nha. Vì hoạt động cả một buổi rồi cho nên là đến gần giờ bay thì bọn mình cũng khá là đói. Cho nên là hai vợ chồng và Cam ăn uống cũng khá là nhiều. Ở bên trong toilet này, quay cho mọi người một chút toilet rồi nhá. Ở đây thì mọi người cũng có thể tắm luôn nha. Và bây giờ thì chúng ta lên máy bay thôi.
Nhìn chung là chuyến đi 5 ngày 4 đêm vừa rồi của bọn mình là một chuyến đi rất là tuyệt vời. Và mình hy vọng rằng là qua video này của mình ý, thì đã giúp mọi người hình dung kỹ hơn về cái chuyến đi này. Và nếu như bạn nào vẫn còn đang có thắc mắc hay là có những cái mơ hồ gì thì các bạn có thể comment ở bên dưới để bọn mình có thể giải đáp cho mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã cùng với cả chúng mình đi chuyến đi này. Và mình tin chắc rằng là bây giờ thì khi mà dịch bệnh đã đỡ đi rất là nhiều rồi thì trong tương lai bọn mình sẽ có nhiều chuyến đi du lịch nước ngoài nữa để quay lại cho mọi người xem. Nhưng mà video ngày hôm nay thì chưa hết ở đây đâu. Các bạn hãy cùng xem phần sau để biết được cái bi kịch kinh khủng nó có xảy ra như thế nào nha. Rồi, như vậy là bọn mình đã trở về từ chuyến đi Singapore được một tuần. Nói chung là chuyến đi Singapore vừa rồi của bọn mình thì rất là vui. Bọn mình đi được rất là nhiều những cái địa điểm dành cho cam này, cũng như bọn mình lâu lắm rồi mới được đi du lịch nước ngoài ấy. Thì bọn mình sẽ có một cái cảm giác nó khá là thích. Ăn uống thì cũng ngon nữa. Đến ngày cuối về thì bọn mình vẫn còn hơi kiểu hơi tiếc tiếc một thèm, tí ấy. Không thèm. Có lẽ là tại vì là cái chuyến này đi thì mình đã kiểu thực sự tận hưởng rồi ấy, và cảm giác là rất là thoải mái. Thế nhưng mà đến khi mà bọn mình đi ra sân bay thì cái ngày, cảm giác như cái ngày, tức là cả một cái chuyến đi đấy, mọi người tưởng tượng không, là trước đấy, trước khi đi ý, thì Cam có một cái trận ốm. Thì trận ốm đấy cũng đã kéo dài tương đối là dai dẳng một chút xíu, khoảng 2 tuần, 3 tuần đó, đấy. Lâu. Bọn mình cũng hơi bị lo, tức là chỉ là kiểu bị ho hắng thôi. Thế nhưng mà trước ngày đi, mấy ngày hôm đấy thì Cam kiểu bị sốt về đêm. Thế là bọn mình cũng khá là lo, bọn mình nghĩ rằng thôi chết rồi, không biết chuyến đi Singapore này có đi được không. Cuối cùng thì đến gần cái ngày đi thì bọn mình thấy Cam cũng đỡ rồi, và thế là cả nhà lên đường đi. Và trong suốt 5 ngày 4 đêm nhỉ? 5 ngày 4 đêm bọn mình đi thì trộm vía là Cam rất là khỏe. Đến ngày cuối cùng khi bọn mình đi ra sân bay thì như cái đoạn trước mọi người thấy ấy, cái tai nạn đầu tiên đoạn trước đấy có mà cái tai nạn đầu tiên đấy là quả Cam quái nhảy chảy ở trên cái lưới, xong rồi chẳng may kiểu nhảy xong rồi rúi cái mặt xuống ấy mọi người. Vấn đề thứ hai ấy, đấy là bọn mình quên đồ. Bọn mình quên đồ có nghĩa là trước khi mà lên cái trò chơi đấy thì mọi người phải gửi tất cả đồ của mọi người ở cái locker. Thì như khi mà mọi người thấy là mình đã gửi vali ở cái chỗ gửi vali rồi thì không nói, thì Cam mà cầm theo một em chó bông. Cam cầm theo một em chó bông thì trước khi mà chơi trò đấy thì người ta không cho cầm bất kỳ một cái gì lên, thì sẽ gửi con chó bông đấy ở cái tủ đồ. Và khi mà mọi người tưởng tượng như này là lên chúng ta sẽ lên một đường, và khi mà xuống ấy chúng ta sẽ xuống một đường khác. Đấy thì cộng thêm cái việc mà bọn mình cứ kiểu tập trung vào cái việc cái vết của Cam, cho nên là bọn mình quên bẵng luôn, quên bẵng luôn cái việc mà Cam đã gửi cái con chó bông đấy ở cái tủ. Cam nhận ra Cam bảo là ơ mẹ ơi con chó của mình đâu, sao mình bảo là chứ con chó đâu nhở. Sao mình lúc đấy mình vẫn nghĩ là hay là bố cất ở trong ba lô hay như nào đấy, tức là chưa nhớ ra cái đoạn là mình gửi đồ cơ. Thế ra sau lúc đấy cả nhà mới tá hỏa là ôi tôi chết rồi, bị quên mất ở bên dừa rồi. Thế là kiểu lúc đấy kiểu không còn cách nào tiếc cả. Ấy, tại vì là cả một cái chuyến đi rất là thuận lợi rồi, xong đến cái cuối cùng món quà mà Cam thích nhất thì lại bị để quên ở bên Singapore. Ok, đó. Thì đấy là cái vấn đề là quên đồ ở sân bay. Nhưng cái này nó chưa kinh hoàng bằng một cái việc như thế này. Có nghĩa là bọn mình lên máy bay và chuẩn bị đáp xuống thành phố Hồ Chí Minh rồi. Thì rõ ràng khi mà đáp xuống thành phố Hồ Chí Minh là mình sẽ phải thay lại SIM của Việt Nam này. Mình sẽ check ví tiền của mình này, là kiểu như là tí nữa khi mà đi taxi về thì mình sẽ kiểu như là trả tiền bằng tiền Việt. Đó, mình cắt bớt tiền mặt Singapore đi. Và mọi người biết không, là khi mà mình sờ vào ví của mình thì không có một đồng tiền Việt Nam nào cả. Xong rồi mình mới tá hỏa, mình mới nhớ ra là trời ơi, chuyến đi này toàn bộ tiền mặt bao gồm Singapore đô la, đô la Mỹ và tiền Việt Nam. Tất cả số tiền mà bình thường mình để trong ví mình đã để quên ở cái két khách sạn. Và tổng giá trị chỗ đấy nếu mà tính cái tiền Việt Nam nó rơi khoảng tầm hơn 40 triệu. Trời ơi, tại vì sao? Tại vì bình thường khi mà mình đi nước ngoài thì mình đổi tiền của cái nước đấy ra và mình tiêu tiền mặt rất là nhiều. Nhưng mà tại vì đi Singapore thì đợt này họ khuyến cáo là chúng ta sử dụng là credit card, cho nên là hầu như là mình không sử dụng đến tiền mặt. Mọi người kiểu cảm giác là khi mà mình vừa mới đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất cái là mình phải bắt ngay điện thoại lên, mình gọi sang bên đó. Thì bên đấy thì người ta bảo là alo, bạn ơi tôi ở phòng này tôi quên tiền ở trong két nhé, các thứ bạn có thể check cho tôi được không. Thì người ta check khoảng 5 phút thì người ta bảo là bạn đừng lo, rất là may luôn, bạn bảo đạt đừng lo, tất cả số tiền của bạn thì đang được security của chúng tôi giữ rồi, cho nên là bạn không có gì phải lo lắng cả. Mình mới bảo là thế bây giờ làm cách nào để mà tôi có thể lấy lại được số tiền đó, thì tôi có thể nhận chuyển khoản từ các bạn được không, và các bạn cứ giữ lại tiền mặt, số tiền mặt đấy. Thì sau khoảng tầm 2 ngày trao đổi qua email, thì tại vì là họ sẽ không trao đổi qua điện thoại mọi người nhé, họ sẽ trao đổi qua email, tại vì tất cả những cái gì được thể hiện qua email nó sẽ lưu lại để làm bằng chứng mà. Đấy, thì sau khoảng 2 ngày trao đổi qua email thì họ mới bảo là bây giờ chỉ có một cái cách duy nhất để bạn có thể lấy được tiền của bạn, đó chính là lấy theo cách vật lý, có nghĩa là các bạn đến tận nơi để nhận. Đó, thì mình mới bảo là thôi bây giờ tôi đã quay trở lại
thành phố của tôi rồi thì làm sao mà tôi có thể quay lại sinh để tôi lấy được nữa. Thì người ta mới bảo là thế bạn có bạn bè gì không? Đó, bạn có bạn bè gì không? Thì rất là may có vợ chồng của anh Hiếu với cả Xoài Non, thì hai người đang ở bên sinh. Thì trước đây thì mình với cả Xoài, bé Xoài thì hay kiểu nhắn tin qua lại, tại vì bé Xoài cũng rất là thích Cam, xong mình cũng hay hỏi mấy thứ thì mình mới nhắn tin sang, mình mới hỏi Xoài là Xoài ơi em có thể kiểu như là chạy qua sân bay em lấy hộ anh được không? À quên, thật xin lỗi, Xoài ơi em có thể chạy qua khách sạn em lấy hộ anh được không? Tại vì số tiền nó lớn quá mà anh là không biết nhờ ai cả. Đó, thế là Xoài mới bảo là ôi hôm nay lại đúng là cái ngày mà bọn em check out, cho nên là bọn em cũng khá là lu bu, nhưng mà em cũng không dám hứa trước là em sẽ qua để em lấy cho anh. Nhưng mà rất là nhiệt tình luôn. Mình cũng qua video này mình cũng cảm ơn anh Hiếu, Semesis và cả Xoài rất là nhiều. Tại vì rất là nhiệt tình thì anh Hiếu mới nhắn tin cho mình, mới bảo là hey bro đừng lo, kiểu như là anh sẽ qua anh lấy tiền cho em ấy các thứ nọ kia. Thì mình cảm ơn anh Hiếu rất là nhiều. Và rất là may là khi mà anh Hiếu qua đó thì gặp kiểu như là quản lý, thì quản lý nó chỉ cần, thì quản lý bên khách sạn chỉ cần một cái email xác nhận từ mình là đấy có một người tên là Mr. Hiếu để sẽ lấy toàn bộ số tiền cho bạn. Và rất may mắn nhá, họ cũng làm việc rất là chuẩn chỉ. Họ list ra cho mình một cái tờ liệt kê ra là bao nhiêu tờ đô sinh, bao nhiêu tờ đô Mỹ, bao nhiêu tờ tiền Việt Nam, số lượng mệnh giá mỗi tờ bao nhiêu. Nói chung là họ làm rất là chuẩn chỉ và rất là nhanh thôi. Thì khoảng tầm 10 phút sau là anh Hiếu anh lấy được luôn tiền và mang về Việt Nam cho mình. Thì đấy là một cái mà mình cảm thấy rất là may mắn. Và có một cái điều nữa, đấy là lúc nãy câu chuyện là con gấu mà Cam quên ở locker ở sân bay ấy, thì mình có nhờ một bạn, thì bạn này lại là chính là cái người mà chụp cho bọn mình cái ảnh ở Merlion Park. Đây mình sẽ post cái ảnh đấy ở đây và mình up lên Facebook của mình ấy. Thì bạn ấy là người Việt Nam và mình gặp bạn ấy, tình cờ gặp bạn ấy ở đó và nhờ bạn ấy chụp ảnh cho cả gia đình mình. Khi sau khi mà chụp ảnh gia đình mình xong thì mình có up lên Instagram và bạn ấy có comment ở bên dưới cái ảnh đó, cho nên là mình biết được cái nick Insta của bạn ấy. Và cái ngày mà bọn mình phát hiện ra là bọn mình quên con gấu đó thì mình có nhắn tin cho bạn ấy, tên là Nga, mình có nhắn tin cho bạn Nga thì bảo là Nga ơi em có đang ở Universal không? Anh có một việc này muốn nhờ em, nếu mà em giúp được anh thì tốt quá. Thì mọi người không thể tin được đâu, nó quá là duyên luôn ý. Thì bạn ấy đang ở Universal luôn. Lúc đó mình đang ở trên máy bay. Bọn mình đang ở trên máy bay, may quá là mình vẫn có thể nhắn tin được với bạn ấy ở trên máy bay. Thì bạn Nga đúng lúc đấy thì bạn ấy đang ở Universal luôn. Và bạn ấy bảo là ok anh đừng lo, em sẽ mua hộ anh ha, kiểu như là lại con gấu cho Cam. Đấy thì bảo là ok cảm ơn em rất là nhiều. Thật ra là không phải là vì kiểu như anh mua cho Cam vì Cam thích con gấu đấy hay là như thế nào đâu, mà là tại vì là Cam thật sự nó rất là sốt ruột ấy mọi người. Nó nghĩ là con gấu nó bị nhốt ở trong tủ đấy, nó rất là nóng, rất kiểu khó thở các thứ, cho nên là bọn mình đã có bạn Nga hỗ trợ bọn mình trong cái việc đó, cái quyền đi sinh. Và mình muốn cảm ơn thứ nhất là bạn Nga, thứ hai là vợ chồng anh Hiếu Semesis với cả Xoài Non đã giúp đỡ bọn mình, đã thật sự rất nhiệt tình luôn ấy, giúp đỡ bọn mình. Và các bạn nhớ nhá, là lần sau khi mà đi du lịch ấy, thì nhớ là đừng có cất kỹ đồ quá như chúng mình, kỹ quá đến lúc mà đi về là quên lúc luôn. Đi về là rất là kiểu kỹ rồi đấy. Với cả có thể là khi ví dụ như mọi người đi du lịch nước ngoài ấy, lúc mà check out ấy mọi người hãy nán lại một chút, đợi người ta kiểu kiểm tra kỹ lại phòng xem không có quên đồ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là họ có nên kiểm tra phòng mình. Và gì khi đó mà họ lên kiểm tra phòng mình xong thì họ cũng không bảo với gì với mình là mình quên tiền ở trong két cả. Em hiểu không? Có nghĩa là họ cũng kiểu bỏ sót cái két, tại vì thực ra là cái két nó là một cái đó, rất tưởng là bình thường là cái két không, là họ sẽ phải vào họ thay pass. Họ thay pass nhưng mà lúc mà họ chỉ già các cái ngăn kéo thôi thì họ bảo là không có vấn đề gì cả. Chỉ đến khi họ dọn phòng. Cho đến khi họ dọn phòng thì họ mới phát hiện ra là cái két nó khóa. Và khi mà cái két đấy mở ra thì mới có tiền của mình ở bên trong. Nói chung là khi mà mọi người check out các kiểu thì mọi người nên kiểm tra thật là kỹ lại, tại vì bình thường khi mà mình đi người lớn với nhau thôi thì mình sẽ rất là kỹ càng, nhưng lúc mình có trẻ con mình hay kiểu bị lu bu nữa ấy, mình không để ý cái này cái kia ấy. Đó thì thực ra là cái câu chuyện đấy thì bọn mình cảm thấy rằng là thành ra chuyến đi sinh lại có khá là nhiều kỷ niệm. May mắn. Nhắc lại Cam thì cũng có chuyện là con gấu để quên này, xong rồi cuối cùng là bạn gấu đấy thì bây giờ đang trên đường từ Hà Nội bay vào trong Sài Gòn đấy. Và hôm qua thì bọn mình cũng đi lấy lại được số tiền mà bọn mình để quên ở bên sinh qua nhà anh Hiếu rồi, thì tự nhiên bọn mình lại có, và kiểu như mình với anh Hiếu nhắn tin với nhau kiểu rất là thoải mái, thì tự nhiên là mình có thêm quen thêm được những người bạn mới đấy. Và đây cũng là những cái kỷ niệm mà mình nghĩ rằng là rất là duyên với cả rất là vui mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Nếu mà các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy rằng là hai video này thì bọn mình dựng khá là kỹ, khá là chi tiết, và mình có liệt kê từ địa điểm này, địa chỉ này, cách đi này, giá tiền này, mình
liệt kê khá là kỹ. Tại vì sao? Tại vì là cũng giống như tâm lý của mình thôi, trước khi mà mình đến một cái đất nước lạ nào đó thì mình cũng tìm hiểu rất là nhiều, nhưng mà cái nguồn thông tin là mình đi với trẻ con và cái nguồn thông tin mà mình thu lại được nó không quá nhiều đâu, cho nên mình hy vọng rằng là với những cái trải nghiệm của bản thân vợ chồng mình thì nó sẽ là một cái thông tin hữu ích để dành cho mọi người nếu mà mọi người có nhu cầu đi Singapore cùng với cả bạn bè này, gia đình với cả trẻ em đó. Và nếu mà mọi người thích những cái video mà bọn mình đi du lịch nước ngoài và bọn mình liệt kê kiểu chi tiết mọi thứ ra như thế này, mặc dù video mình biết nó rất là dài, nhưng mà nếu mà mọi người thích thì mọi người hãy comment ở bên dưới cho bọn mình biết nhá. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều, và hy vọng rằng là trong tương lai thì mọi người sẽ có thật nhiều những cái chuyến đi du lịch nước ngoài thật là vui, thật là ý nghĩa cùng với bạn bè cũng như là với người thân nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.